Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe một cái câu chuyện Việt Kiều thừa kế ở Việt Nam. Lý do tại sao tôi có cái chương trình này? Vì có một quý bạn đọc gửi email cho tôi. Quý đó bảo với tôi rằng là tôi được thừa kế của một cái tài sản của ba mẹ ở Việt Nam. Quý bạn đọc đó đã nói với tôi rằng là như vậy trong trường hợp này thì tôi làm như thế nào, và yêu cầu báo giá về dịch vụ pháp lý của luật sư. Thông qua cái video, những cái câu chuyện này tôi muốn tặng cho quý Việt Kiều nói chung. Và tôi nghĩ rằng trong trường hợp quý vị là những người đang ở, đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, có thể quý vị và các bạn gồm 3 dạng. Thứ nhất là chúng ta đi lâu rồi, chúng ta có quốc tịch nước ngoài. Thứ hai rằng chúng ta đi vào những năm, vài năm gần đây, chúng ta vẫn còn quốc tịch Việt Nam. Cái trường hợp thứ ba nữa là chúng ta đang có thẻ xanh. Các bạn ạ, thì trong trường hợp như thế nào đi chăng nữa thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng hãy nên tham khảo cái câu chuyện dưới đây để tôi kể cho quý vị và các bạn nghe, để quý vị và các bạn hiểu thêm về quy định của pháp luật Việt Nam. Nào, chúng ta bắt đầu ha. Câu chuyện hôm nay tôi không nói về việc tranh chấp, mà đang nói về cái chuyện thuần khi người nước ngoài không còn quốc tịch Việt Nam được hưởng thừa kế tại Việt Nam. Quý vị và các bạn ạ, nhà ông A có 3 người con các bạn ạ. Đây là một cái câu chuyện có thật, từ thực tiễn các bạn nhé. Nhà ông A có 3 người con, người số 1, người số 2 và người số 3. Thì cái người số 1, khi ông A chết thì ông A để lại một cái căn nhà ở một cái quận trong thành phố Hồ Chí Minh. Và khi ông A mất thì mất cách đây cũng khoảng hơn 15 năm. Các anh chị em quản lý sử dụng, các anh chị em của ông A quản lý sử dụng. Thì hồi nãy tôi có nói với quý vị và các bạn rồi đó, ông A có tổng cộng 3 người con. Thì khi mà ông A chết cách đây mười mấy năm thì một trong số các người con vẫn tiếp tục quản lý sử dụng, mà họ không tiến hành khai nhận di sản thừa kế. Khai nhận di sản thừa kế tức là đại khái là chuyển từ tên ông A qua tên của một người thừa kế. Thì ông A có 3 người con. Ông A chết già, cho nên hàng thừa kế của ông A gồm các con ruột của ông A như tôi nói đó. Thì quý vị và các bạn biết không, con ruột của ông A gồm có ông số 1, ông số 2. Cái ông số 2 này nè, ông chết trước thời điểm của ông A. Ông chết trước thời điểm của ông A và phát sinh hàng thừa kế thế vị. Các con của ông số 2 gồm có 5 người con. Và người thứ 3, thì quý vị và các bạn biết không, người thứ 3 này đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Như vậy quý vị và các bạn nha, họ có, ông A này có tổng cộng là 3 người con. Vậy thì chúng ta sẽ chia hàng thừa kế, chia làm sao? Chia mỗi người bằng 1/3 suất thừa kế. Dĩ nhiên nếu ta tính giá trị của một cái nhà là ví dụ như là 3 tỷ đồng. Ví dụ cái nhà là 3 tỷ đồng thì tất cả cái người con số 1 sẽ là 1 tỷ đồng. 5 người con, 5 người cháu, con của người thứ 2 sẽ được 1 tỷ đồng. Và cái người ở nước ngoài, các bạn nhé, cái người số 3 ở nước ngoài được 1 tỷ đồng. Cách chia là như vậy đó. Thì để tôi đưa một cái câu chuyện cụ thể cho quý Việt Kiều, những anh chị em nào chưa hiểu về pháp luật Việt Nam, hiểu thêm một chút thôi về kiến thức pháp luật Việt Nam. Như vậy, trong trường hợp này, khi ông A chết, ông A tả
tại thời điểm các bên khai nhận di sản thừa kế, cái thủ tục đó các bạn, cái thủ tục mà tên từ ông A sang tên của tất cả những người hàng thừa kế gọi là khai nhận di sản thừa kế các bạn ha. Thì các bạn biết rồi, có một đồng thừa kế là cái người thứ ba này đang ở nước ngoài, cho nên hồ sơ làm cực lắm, hồ sơ làm rất là vất vả. Thì cái quá trình mà khai nhận di sản thừa kế, nếu quý vị và các bạn chưa xem thì quý vị và các bạn có thể xem ở những cái đánh cái tên là khai nhận di sản thừa kế của dân ta phải biết luật ta, thì quý vị và các bạn sẽ biết. Như vậy trong trường hợp này thì nó có những cái tình huống phát sinh, tức là cái người số 1 ở Việt Nam họ có thể rằng là họ nhận cái di sản này, cũng có thể là từ chối cái di sản này, cũng có thể là cho lại trong một số các đồng thừa kế. Và trường hợp thứ hai, người thứ hai đó, các con này họ cũng có thể rằng là họ cho đại diện là 5 người thừa kế thế vị đứng tên, cũng có thể là họ nhường cho nhau hoặc như thế nào đó. Tuy nhiên rằng là trong trường hợp này các bên, các cái đứa con của cái người thứ hai họ vẫn không đồng ý, mỗi người đứng tên luôn. Và người thứ ba, người thứ ba là Việt Kiều, thì cái vị này họ cũng không từ chối và nhận cái di sản. Thì chắc chắn khi nhận cái di sản, tôi nói khai triển ra cái đối với cái người thứ ba có quốc tịch nước ngoài, quý vị và các bạn, thì đối với người thứ ba có quốc tịch nước ngoài, họ được ghi nhận trong cái khai nhận di sản thừa kế đứng tên đồng sở hữu với người số 1, các con của người số 2 và tên của họ là người số 3. Tuy nhiên rằng mở ngoặc đóng ngoặc, người nước ngoài chỉ được hưởng bằng giá trị. Hôm nay chủ yếu luật sư muốn đưa cho quý vị và các bạn, những quý anh chị em Việt Kiều rằng, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn được thừa hưởng cái di sản này thì các bạn sẽ được thừa hưởng bằng giá trị. Còn nếu như trong trường hợp quý vị Việt Kiều hỏi với tôi tại sao lại như vậy, thì đó là quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp, chứ để đất nước Việt Nam bị gọi là bán hết cho nước ngoài, ai có tiền là vào mua được thì sao? Như vậy nha quý vị và các bạn, ba người con của ông A nha các bạn nha, và ba người con của ông A trong trường hợp này gồm có người thứ nhất đứng tên, người số 1 đứng tên, người số 2, các cái cháu người thứ hai, con của người số 2, thì do ông thứ hai này ông mới chết, cho nên ông có để lại là 5 người con. 5 người con họ đứng tên 1, 2, 3, 4, 5. Tôi cứ cho là 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, tức là thế hệ thứ hai đó quý vị, thừa kế thế vị thứ hai. Và 5 người con này họ cũng không nhường cho nhau và họ quyết định họ để tên vào 5 người con. Các bạn thấy không? Đối với người thứ ba thì người thứ ba hiện tại họ vẫn đang còn sống, cho nên họ đứng tên. Các bạn ạ, họ đứng tên một mình họ. Tuy nhiên phải có mở ngoặc đóng ngoặc, đó là chỉ được hưởng bằng giá trị. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, câu chuyện hôm nay tôi muốn đưa cho quý Việt Kiều hiểu thêm những cái quy định của pháp luật Việt Nam, rằng họ vẫn được pháp luật Việt Nam cho thừa hưởng một suất thừa kế giống như tất cả những người Việt Nam. Tôi lặp lại nha, người cho dù anh có quốc tịch nước ngoài, anh vẫn còn gốc Việt Nam. Cho dù anh có thẻ xanh, cho dù anh không còn quốc tịch Việt Nam, thì anh vẫn được thừa hưởng bằng một suất thừa kế. Các bạn ha, được hưởng bằng một suất thừa kế bằng á. Nhưng dĩ nhiên thì nếu trong trường hợp cái người số 3 này, cái ông này ổng về Việt Nam, ổng đạt được một cái số tiêu chuẩn
tiêu chuẩn mua nhà ở Việt Nam, sở hữu bất động sản ở Việt Nam thì ông sẽ được mua dễ dàng hơn các bạn nhé. Đây là một cái video để hướng dẫn trong cái hàng loạt video Việt Kiều liên quan tới vực Việt Nam. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi, có những cái nhu cầu về những người đi tha hương mong muốn được mở thêm những cái quy định của pháp luật Việt Nam thì chúng ta hãy để lại comment ở phía dưới để luật sư có dịp đưa ra những cái câu hỏi cũng như trả lời quý vị và các bạn trong thời gian sớm nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem cái playlist danh sách Việt Kiều của chúng tôi, và tôi là luật sư Đoàn Thị Tiên Thanh Thu.